trắng tay vì đầu tư tiền ảo. Giá các đồng tiền ảo lao dốc không phanh, có loại mất hơn 90% giá trị chỉ trong vài ngày, đẩy hàng loạt nhà đầu tư vào cảnh gần như mất trắng chỉ qua một đêm. Điển hình nhất, đồng Bitcoiner, biểu tượng cho thị trường tiền ảo đã giảm 5.000 đến hơn 7.000 USD, tương ứng giảm hơn 36%, còn khoảng 11.000 USD mỗi Bitcoiner, có thời điểm giá xuống 9.400 USD. Chỉ chưa đầy một tháng trước, giá Bitcoiner vẫn duy trì ở mức 20.089 USD mỗi Bitcoiner. Tính chung chỉ trong vòng một tháng, đồng tiền ảo này đã bay khoảng 50% giá trị. Đáng nói là thời điểm Bitcoiner tăng giá vùn vụt đã lôi kéo hàng ngàn, hàng vạn nhà đầu tư đổ tiền vào đây. Nên việc lao dốc của đồng tiền ảo này cũng đẩy một loạt các nhà đầu cơ vào cảnh túi rỗng, nợ nần. 10 ngày, bay 300 tỷ USD. Không chỉ Bitcoiner, cơn bão mất giá hiện cuốn hầu hết các đồng tiền ảo trong trận cuồng phong chưa có dấu hiệu lắng dịu. Đồng Ethereum, chỉ đứng sau Bitcoiner, cũng đã giảm 290 USD, tương đương 2-3%, còn 970 USD mỗi Ethereum. Đồng tiền thứ ba vừa mới nổi gần đây, được đánh giá là ngôi sao, đang lên với tên gọi Ripple, có mức giảm từ 3,36 USD xuống còn 1,33 USD, có thời điểm chỉ còn 0,89 USD mỗi Ripple, tương ứng mức giảm trên 55%. Cơn bão giảm giá quét giá trị vốn hóa của hơn 1.400 loại tiền trên sàn CoinMarketCap bay khoảng 300 tỷ USD chỉ trong vòng 10 ngày qua. Nguyên nhân gây ra địa chấn trên thị trường tiền ảo bắt đầu vào ngày 17 tháng 1, khi ban điều hành Bitconnect BCC, được xem là cha đẻ của mô hình ủy thác đầu tư và môi giới đa cấp, công bố dừng ủy thác đầu tư. Lý do là những thông tin xấu liên tục đã làm cho các thành viên cộng đồng không thoải mái và tạo ra sự thiếu tự tin trong nền tảng này. Bitconnect đã nhận được hai lá thư phong tỏa từ Ủy ban Chứng khoán Texas và Bộ trưởng Bộ Tài chính Bắc Carolina. Những hành động này đã trở thành một trở ngại cho sự tiếp tục hợp pháp của nền tảng, Bitconnect thông báo. Một lý do nữa là lực lượng bên ngoài đã thực hiện các cuộc tấn công DDo trên nền tảng nhiều lần và cảnh báo việc tấn công còn tiếp tục, khiến cho nền tảng không ổn định và tạo ra sự hoảng loạn hơn trong cộng đồng. Ban điều hành Bitconnect trả lại nhà đầu tư các khoản vay với mức giá quy đổi ra BCC là 363,62 USD mỗi BCC. Thông tin này ngay tức thì khiến giá BCC rơi tự do từ mức 331 USD xuống còn 5,7 USD chỉ trong ngày 17 tháng 1, tức giảm hơn 98%. Với mức giá này, tài khoản của các nhà đầu tư BCC bị bão quét mất gần hết khiến họ trở nên điên loạn. Tài khoản bốc hơi 30-90%. Cơn địa chấn tiền ảo trên thế giới tác động mạnh vào giới đầu tư tiền ảo trong nước. Chưa bao giờ đầu tư tiền ảo nóng như thời gian qua. Nó lôi kéo hàng loạt người tham gia bất kể tuổi tác, trình độ, thành thị hay nông thôn, có tiền hay đi vay. Đặc biệt ở Việt Nam, những biến tướng của tiền ảo là vô cùng rủi ro. Ngoài việc đầu tư chờ giá lên, anh chênh lệch thì còn ủy thác đầu tư hưởng lãi suất cao. Bitcoiner tăng giá cao thì đầu tư vào các đồng tiền ảo khác, thậm chí có nhiều loại tiền ảo do người Việt tự chế cũng được đưa lên các sàn giao dịch huy động vốn và tất cả đều tăng giá vùn vụt. Nhà đầu tư lao vào tiền ảo với kỳ vọng đổi đời bởi những sự tích về việc trở thành triệu phú đô la nhờ đầu tư tiền ảo được kể khắp các diễn đàn. Thế nên, việc lao dốc không phanh của các đồng tiền ảo cũng kéo theo một loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh mất trắng. Vẫn chưa hết vẻ thất thần, ông Tuấn, một nhà đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh, kể xem như mất trắng số tiền đầu tư vào BCC. Khoản đầu tư gần nhất là ngày 12 tháng 1. Ông bỏ ra 5.000 USD vào BCC thế nhưng với mức giá Bitconnect quy đổi 363,62 USD khi dừng ủy thác đầu tư, số lượng BCC mà ông Tuấn nhận được chưa đến 14 BCC. Nếu tính BCC ở giá 20 USD, số tiền mà ông Tuấn nhận được chỉ còn 280 USD. Chỉ mới mấy ngày mà mất hơn 4.500 USD, cay đắng quá bởi số tiền này tôi đi vay. Ông Tuấn chua chát lắc đầu, nhưng hố đen chưa dừng lại. Khi hôm qua, 18 tháng 1, ông Tuấn nhận được thông báo từ Bitconnect là do nhà đầu tư đồng loạt bán ra BCC dẫn đến giá tiếp tục giảm. Nói ngắn gọn là khoản đó đã bay hết, chưa kể các khoản đầu tư trước đó. Ông Tuấn thở dài. Có thâm niên nhiều năm đầu tư vào tiền ảo nhưng nhà đầu tư tên Tony, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng không thể ngờ chỉ trong vài ngày, tài khoản đầu tư vào các loại tiền ảo của ông đã mất 30-40%. Một số bạn tôi đầu tư theo hình thức ủy thác còn thiệt hại nặng hơn, mất 50-80%.
khi đầu tàu mô hình ủy thác đầu tư BCC sụp đổ sẽ kéo theo các loại tiền ảo ủy thác đầu tư khác cũng ảnh hưởng nặng nề. Ông Tony nói và dẫn chứng trường hợp nhà đầu tư nữ tên Hoa do không thể lấy lại được 4, 5 tỷ đồng đầu tư vào đồng Ip Anh theo hình thức ủy thác đầu tư hưởng lãi suất cao 48% trên tháng, khiến gia đình tan vỡ. Chị ấy bán nhà để tham gia Ip Anh, nay thì tiền không lấy được, Tony kể. Các nhà đầu tư mà chúng tôi gặp cho biết, đợt lao dốc này cuốn theo hàng ngàn, hàng vạn nhà đầu tư bị trắng tay. Đặc biệt, những nhà đầu tư tham gia ở thời điểm các đồng tiền ảo đang trong chu kỳ tăng thẳng đứng 1-2 tháng trước đây thì thiệt hại còn khủng khiếp hơn, vì rất nhiều người đi vay mượn tiền đổ vào tiền ảo và giờ thì vốn mất mà lãi vay vẫn treo trên đầu. Rủi ro bắt đáy. Mặc dù sáng 18 tháng 1 giá các đồng tiền ảo trên sàn CoinMarketCap Capcom hồi phục chút ít khi lực mua bắt đáy giá rẻ xuất hiện, tâm lý bắt đáy cũng xuất hiện ở nhiều nhà đầu tư trong nước. Chị Tâm, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh từng mua Bitcoin với giá 400 triệu đồng trên Bitcoin đã quyết định mua thêm Bitcoin khi thấy giá đồng tiền này xuống 270 triệu đồng trên Bitcoin để cân bằng giá. Đến chiều 18 tháng 1, xu hướng giảm của Bitcoin lại xuất hiện khiến chị hoang mang. Nếu mất thêm lần này nữa, tôi chỉ còn nước bỏ trốn, chị này nói. Theo ông Tony, giá Bitcoin hiện vẫn đang nằm trong xu hướng giảm. Khi giá giảm mạnh rồi tăng trở lại là cái bẫy đánh vào lòng tham bắt đáy của các nhà đầu tư. Đáng lo ngại, tiền ảo thời gian qua thu hút khá nhiều giới trẻ, bà nội trợ, người hưu trí tham gia, nhưng thị trường này thật sự không dành cho họ khi rủi ro, thậm chí sự lừa đảo ở mức rất cao. Tôi biết rất nhiều nhà đầu tư là nạn nhân của trò ủy thác đầu tư lừa đảo, mất hàng tỷ đồng nhưng không dám tố cáo vì sợ chính mình cũng đang vi phạm pháp luật, đồng thời không tìm được hình nhân thế mạng nếu đồng tiền đó sụp đổ và quay qua gỡ gạc ở những đồng tiền khác, ông Tony tiết lộ. Chuyên gia Phan Dũng Khánh nhận xét sự việc BCC đột ngột dừng ủy thác đầu tư dẫn đến giá hàng loạt tiền ảo giảm mạnh, cho thấy thị trường này thật sự là ảo. Đó là hồi chuông cảnh báo việc đầu tư vào tiền ảo đầy rủi ro, nhất là những đồng tiền thực hiện hình thức ủy thác đầu tư. Bitconnect dừng ủy thác đầu tư chỉ là sớm hay muộn thôi, vì nó là hình thức lấy tiền người sau trả cho người trước chứ kinh doanh gì mà lại trả cho nhà đầu tư lên 40-50%. Ông Dũng phân tích và cho biết một người bạn của ông cầm xe để đổ tiền vào thị trường này, nay đang bỏ trốn vì không có tiền trả nợ. Bitconnect đóng cửa, nhiều nhà đầu tư có nguy cơ mất trắng. Sàn cho vay tiền ảo Bitconnect bất ngờ đăng thông báo ngừng hoạt động cho vay tiền ảo và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngồi không yên vì có nguy cơ bị mất trắng. Ngày 17 tháng 1, trên trang chủ của Bitconnect đã đăng tải thông báo chính thức dừng hoạt động cho vay và tạm thời đóng sàn giao dịch nội bộ. Công ty này cũng cho biết sẽ rút đồng tiền kỹ thuật số đã phát hành ra khỏi thị trường. Thông tin này đã gây chấn động cả thế giới và khiến rất nhiều nhà đầu tư hoảng sợ vì có thể mất gần như toàn bộ số tiền của mình. Bitconnect cho biết có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc dừng hoạt động này. Thứ nhất, các tin tức tiêu cực trên phương tiện truyền thông khiến cho các nhà đầu tư cảm thấy thiếu tự tin vào nền tảng này. Thứ hai, Bitconnect đã nhận được 2 yêu cầu dừng hoạt động từ Sở Giao dịch Chứng khoán tại các bang Texas và Bắc Carolina. Thứ ba, hacker đã liên tục tấn công hệ thống khiến các giao dịch liên tục bị từ chối trong những ngày qua. Ngay sau thông báo đầy bất ngờ của Bitconnect, nhà đầu tư đã đồng loạt bán tháo đồng tiền này. Từ mức khoảng hơn 400 đô, giá Bitconnect giảm sâu, mất tới 93% giá trị, hiện chỉ còn khoảng 15 đô và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bitconnect tuyên bố vẫn hỗ trợ thông tin và phát triển hệ sinh thái của mình. Trước mắt, toàn bộ tiền của nhà đầu tư sẽ được trả lại dưới dạng đồng Bitconnect với giá quy đổi 363,6 đô trên Bitconnect dựa trên mức giá trung bình trong 15 ngày gần đây nhất. Được biết, hiện có rất nhiều nhà đầu tư Việt tham gia vào sàn Bitconnect. Với động thái đóng cửa các giao dịch, ngừng hoạt động cho vay trả lãi cao như trước đây của Bitconnect khiến các nhà đầu tư hoang mang. Bitconnect hứa trả lại toàn bộ tiền cho nhà đầu tư dưới dạng đồng Bitconnect với giá trung bình 365 đô. Tuy nhiên ngay sau khi có thông báo dừng hoạt động, giá của một đồng Bitconnect sụt giảm thảm hại xuống 20 đô, đồng nghĩa với việc các nhà đầu tư mất trắng 90% tài sản của mình. Bitconnect là một trong những sàn cho vay tiền kỹ thuật số phổ biến nhất trên thế giới hiện nay với dịch vụ cho vay, lending và đa cấp MLM hay Multi-Level Marketing. Bitconnect ra mắt vào tháng 11 năm 2016. Trở thành một trong những ICO thành công nhất lịch sử với giá trị tăng hơn gấp 3.000 lần trong vòng 1 năm.
từ giá khởi điểm khi ICO là 0,12 đô. Đến cuối năm 2017 có lúc Bitconnect đã chạm mốc kỷ lục gần 400 đô một đồng. Bitconnect đã đi tiên phong trong lĩnh vực lending, đúng lúc mà cơn sốt Bitcoin và công nghệ blockchain được cả thế giới quan tâm. Chính vì vậy mà Bitconnect đã rất thành công, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư tham gia. Hình thức lending gần giống với hoạt động ủy thác của các quỹ tài chính trên thế giới, huy động vốn của các nhà đầu tư và sẽ trả lãi hàng tháng. Sau một khoảng thời gian nhất định thì nhà đầu tư có thể rút vốn của mình về. Tuy nhiên lãi suất của Bitconnect cao hơn rất nhiều so với các quỹ ủy thác, dao động từ 30 đến 40% một tháng. Trong khi các quỹ ủy thác chỉ có lãi suất 10 đến 15% một tháng, gửi tiết kiệm ngân hàng chỉ có lãi suất 7 đến 8% một năm. Có thể thấy sự khác biệt rất lớn, chính vì vậy mà rất nhiều nhà đầu tư đã bị làm mờ mắt vì lãi suất quá cao của cái gọi là lending platform này. Bitconnect cũng được biết đến như một hình thức MLM hay Multi-Level Marketing Lever, hay có thể gọi là đa cấp. Khi một nhà đầu tư giới thiệu cho các nhà đầu tư khác tham gia vào lending Bitconnect, họ sẽ nhận được phần trăm hoa hồng giống với các hình thức đa cấp khác. Đó cũng là lý do Bitconnect trở nên phổ biến và phát triển với tốc độ rất nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn. Sự thành công của Bitconnect đã kéo theo sự ra đời của rất nhiều mô hình MLM lending khác trên nền tảng blockchain. Việc đóng cửa của Bitconnect là lời cảnh báo cho tất cả các mô hình MLM lending hiện nay. Bởi Bitconnect đã từng được ca ngợi là anh cả của mô hình lending, trải qua hơn 15 tháng hoạt động, nhưng kết cục vẫn là sự sụp đổ. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.